Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, cơn bão số 2 cấp bão mạnh năm nay đã đổ bộ vào bờ biển bán đảo Hoàng Kỳ, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến vào khoảng 9 giờ 10 phút hôm thứ Năm tuần trước, di chuyển vào Giang Tây vào lúc 20 giờ cùng ngày và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới. Do bị ảnh hưởng bởi cơn bão, đã có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở Đông Bắc Phúc Kiến và Đông Nam Chiết Giang. Lượng mưa tích lũy ở trung tâm Phúc Kiến, Đông Nam Chiết Giang và trung tâm Giang Tây là 100-150mm, Phúc Châu, Tam Minh, Phúc Kiến và Ôn Châu, Chiết Giang, cục bộ 200-250mm, trong đó khu vực huyện Kiến Ninh, Tam Minh là 300-385mm. Theo thống kê, mưa bão đã ảnh hưởng đến 1,423 triệu người tại 107 quận huyện thuộc 20 thành phố thuộc các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam. 21 người chết, 542.000 người phải di chuyển và tạm tránh trú khẩn cấp, gần 1.000 người cần hỗ trợ cuộc sống, hơn 500 người hỗ trợ y tế. 32 ngôi nhà bị sập và 36.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 82,3 nghìn hecta, trong đó 5.000 hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,16 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Chiết Giang và Phúc Kiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, lũ lụt trên núi xảy ra ở huyện Lucy từ hôm đầu tuần. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua đã có 78 người chết, 18 người mất tích. Huyện Lucy nằm ở vùng núi, lượng mưa trong nửa đầu tháng này đã lên tới 361mm, vượt xa mức trung bình 138,7mm của những năm trước. Năm nay, việc nạo vét cát ở sông Lô Hê trở nên phổ biến, gây tổn hại đến môi trường sinh thái và gián tiếp gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, năm 2007, Vương Trấn Vĩ, bí thư huyện ủy Lucy vào thời điểm đó đã xây dựng đập Lô Hê ở huyện Lucy trong nhiệm kỳ của mình. Đập này đóng vai trò giảm thiểu lũ lụt ở một mức độ nhất định. Niu Giang Tao, người đứng đầu thị trấn Mongukku, huyện Lucy, 42 tuổi, không may qua đời trong khi đi thi hành công vụ. Nhưng trận lũ thảm khốc vừa qua đã khiến cho 78 người chết và 18 người mất tích. Dân số bị ảnh hưởng lên tới 177.000 người và hơn 10.000 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,41 tỷ nhân dân tệ, gấp 11 lần tổng thu ngân sách địa phương của huyện Lucy. 70% đến 80% cơ sở hạ tầng ở huyện Lucy đã bị hư hại do lũ lụt. Châu Kiệt, phó bí thư huyện ủy Lucy nói rằng có thể mất từ 3 đến 5 năm để huyện Lucy phục hồi hoàn toàn. Thị trấn Trúc Dương Quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở huyện Lucy. Sau trận lụt, nhiều người ở thị trấn Trúc Dương Quan đã đề cập đến con đập của nhà máy thủy điện nhỏ ở Hạ Lưu Làng. Một số nông dân cho rằng Trúc Dương Quan bị ngập lụt vì đập thủy điện Linh Đông được xây dựng cách thị trấn 3-4 km về phía Hạ Lưu. Nếu không thì nơi này sẽ không bao giờ xảy ra lũ lụt lớn như vậy và giết chết nhiều người như vậy. Huyện Lucy đã thành lập một đội điều tra để điều tra nhà máy thủy điện, nhưng Giám đốc Cục Bảo tồn nước của huyện Lucy nói rằng việc xây dựng nhà máy thủy điện Linh Đông có các thủ tục pháp lý. Sự việc cuối cùng đã được giải quyết. Một quan chức của Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Hà Nam cho biết huyện Lucy hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng như vậy và chịu thiệt hại nặng nề như vậy. Điều này có liên quan đến thói quen sinh hoạt hàng nghìn năm của cư dân địa phương. Một số chuyên gia cũng chỉ ra rằng huyện Lucy đã bỏ qua việc ngăn chặn thiên tai lũ lụt trong quá trình xây dựng và thực hiện các hoạt động mất trật tự như khai hoang trên các sườn dốc, tàn dư khai thác mỏ và xây dựng làng để chiếm các dòng sông, làm hư hại thảm thực vật tự nhiên, làm trầm trọng thêm xói mòn đất và tiếp tục suy thoái môi trường. Thưa quý vị, một trận lũ lụt thảm khốc khác cũng đã xảy ra ở lưu vực sông Bắc Giang ở miền Nam Trung Quốc trong tháng 5 năm nay. Lũ lụt chủ yếu ảnh hưởng đến các huyện và thành phố của tỉnh Quảng Đông, Triệu Khánh, Thanh Viễn, thành phố Thiểu Quan. Trận lụt này là một trong những trận lụt lớn nhất lịch sử của Trung Quốc đại lục, giết chết 493 người và ảnh hưởng đến 2,29 triệu người. Năm quận và hàng nghìn ngôi làng bị ngập lụt, 60.000 ngôi nhà bị sập và tổng thiệt hại vượt quá 500 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, trận lũ lụt thảm khốc này ở huyện Thanh Viễn đã khiến tổng cộng 206 người chết và 16 người mất tích. Dân số bị ảnh hưởng lên tới 479.500 người, chiếm 54,3% tổng dân số địa phương, thiệt hại kinh tế gần 300 triệu nhân dân tệ.
Bước vào tháng 5, toàn bộ lưu vực sông Bắc Giang có mưa lớn từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7, nhưng chủ yếu tập trung vào ngày thứ 3 đến thứ 5, lượng mưa đã chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa lớn trong cả đợt. Các trung tâm mưa chủ yếu tập trung ở Giang Đồn Quảng Ninh, Trung và Hạ Lưu Bình Giang, Đại Đông và Trinh Đê, Đại Loan, Hành Thạch Đường và Thanh Viễn, Trúc Khang. Lượng mưa tối đa ở trung tâm là 841mm, chiếm 1/3 tổng lượng mưa hàng năm ở khu vực này. Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ là 675mm, lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ là 122mm, trong đó nhiều nhất là Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Tổng lượng mưa trong 10 ngày lên tới 886mm, lượng mưa lớn nhất tại địa phương xảy ra vào ngày thứ 5. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ là 640,6mm, đây là trận mưa lớn hiếm gặp. Mưa xối xả gây lũ lụt ở sông Bắc Giang và lở đất thường xuyên xảy ra ở khu vực mưa. Theo thống kê sơ bộ, lượng mảnh vụn tích tụ dưới vành đai sạt lở đất ở khu vực mưa bão lên tới hơn 120 triệu mét khối. Mực nước đỉnh lũ đợt này cao, lưu lượng lớn, đường lưu lượng lên xuống dốc. Nước dâng cao, tốc độ dâng lớn, thời gian nước dâng cao ngắn. Trận lũ đã làm ngập 132.000 hectare đất canh tác, làm sập hơn 60.000 ngôi nhà, có người nói là 160.000 ngôi nhà, ảnh hưởng đến 2,29 triệu người và hơn 570.000 người bị lũ bao vây. Trong đó có 493 người chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là vào khoảng 440 triệu nhân dân tệ. 5 quận và hàng nghìn ngôi làng bị ngập lụt, hơn 750 hồ chứa ở Sơn Đường bị cuốn trôi, 201 con đê, 138 nhà máy điện nhỏ, 647 cây cầu, 42 km tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu bị cuốn trôi, tổng thiệt hại vượt quá 500 triệu nhân dân tệ. Riêng quận Đại Đồng đã chiếm gần 300 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê, khoảng 110.000 hectare đất canh tác bị bao phủ bởi bùn cát vàng, độ dày từ 0,3 đến 2 m, có nơi tới 3 m. Trong trận lũ lụt ở Thanh Viễn, Tư lệnh quân Quảng Châu đã chỉ huy quân đội tham gia chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Hơn 1.000 người đã được điều động, bao gồm 2 thuyền máy, 20 thuyền đơn, 8 bảy thuyền, 7 xe tăng lội nước và 28 máy bay xuất kích. 33 đội y tế từ tỉnh Quảng Đông đã đến khu vực xảy ra lũ lụt và lở núi để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời dọn dẹp và chôn cất xác người và động vật. Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 2 vừa qua, Hoàng Khôn Minh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông và Vương Vĩnh Trung, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông đã đến thăm Thanh Viễn. Kính thưa quý vị, trận động đất Di Lang là một trận động đất mạnh xảy ra vào hôm thứ Bảy vừa qua tại huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cường độ của trận động đất là mạnh 5,7 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 10 km. Trận động đất đã làm thiệt mạng ít nhất 81 người và làm bị thương 821 người. Ngoài gây ra thương vong, trận động đất còn gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 3,5 tỷ nhân dân tệ, làm sập 6.650 ngôi nhà và làm hư hỏng nặng 122.000 ngôi nhà. Theo China Seismic Network, tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tại tọa độ 103,97 độ Vĩ Bắc, 27,51 độ Kinh Đông, với cường độ mạnh 5,7 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 14 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cũng xác định tâm chấn của trận động đất ở tọa độ 27,575 độ Vĩ Bắc và 103,983 độ Kinh Đông, tâm chấn sâu khoảng 10 km, cường độ tối đa cấp 6, độ lớn được đo bởi mạng Geofong của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất của Đức cũng tương đối thấp ở mức cấp 5-6. Trong vòng 24 giờ sau chấn động chính, tại địa phương đã xảy ra 3 trận động đất có cường độ lớn hơn 4 độ Richter, trong đó có 2 trận động đất mạnh trên 5,0 độ Richter. Các thông số nguồn trong bảng dưới đây đều từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Theo Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vân Nam, trận động đất đã khiến 81 người thiệt mạng và 821 người bị thương, khoảng 201.000 người đã phải di rời khẩn cấp. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất, sạt lở đất đã xảy ra ở khu vực gần tâm chấn. Lở đất đã chặn các con đường dẫn đến thị trấn Lohe bị ảnh hưởng nặng nề nhất và các phương tiện thông tin liên lạc bị hư hại. Lý Khắc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC của Thủ tướng và Hội đồng Nhà nước đã bay đến huyện Y Lương để nói chuyện với các nạn nhân của trận động đất. Ông cũng đến thăm các bệnh viện và đã cho dựng lều cho các nạn nhân. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đã phân phát quần áo, mền, lều, gạo và dầu ăn cho các khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Tứ Xuyên đã cử nhân viên y tế và xe cứu thương đến hỗ trợ. Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã phân bổ 1,05 tỷ nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai và tái thiết sau thiên tai.
Thưa quý vị, Trung tâm tin tức về trận động đất cho biết một trận động đất khác đã xảy ra ở Dương Bích với cường độ 6,4 độ Richter và ở tỉnh Đại Lý, tỉnh Vân Nam đã tổ chức một cuộc họp báo thứ hai vào tối ngày hôm kia. Tính đến 15 giờ chiều ngày hôm kia, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở Dương Bích đã khiến 35 người thương vong trên toàn tỉnh, trong đó có 13 người chết, 7 người bị thương nặng và 25 người bị thương nhẹ. Trong số 13 người tử vong, 8 người tử vong do đá lăn rơi trúng xe đang di chuyển, 2 người bị gãy xương sườn, tổn thương đa cơ quan và tử vong sau khi cấp cứu bất thành. 3 người còn lại chết do đột tử do suy giảm sóc. Theo Thạch Thượng Côn, Bí thư Ban Công tác Đảng, kiêm Bí thư nhóm lãnh đạo Đảng của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Đại Lý, trong số những người bị thương, 20 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện, ngoại trừ 12 người bị thương nhẹ và đã được chăm sóc và đã xuất viện để hồi phục sức khỏe. Theo các chuyên gia của tỉnh, 5 trong số 7 bệnh nhân nguy kịch bị gãy xương, 2 người bị chấn thương vùng đầu và ngực. Ủy ban Y tế nhà nước và các bệnh viện liên quan đã ngay lập tức tổ chức hội chuẩn chuyên môn và tổ chức điều trị vết thương. Hiện những người bị thương đang trong tình trạng ổn định. Hiện tại, tỉnh Đại Lý đã điều tổng cộng 148 nhân viên y tế và 18 xe cứu thương để thực hiện các hoạt động cứu hộ, giảm bớt áp lực điều trị ở tuyến đầu một cách hiệu quả. Thành lập 8 tổ y tế đi sâu vào 8 điểm tạm cư để khám chữa bệnh lưu động. Theo Đại Kiệt Văn, Phó Thẩm phán quận Dương Bi, 76 trường học bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bao gồm các trường mẫu giáo trực thuộc, trường mẫu giáo tư thục và phòng giáo dục và thể thao của quận. Không có thương vong về giáo viên và học sinh cũng như không có trường học nào bị sập. Các địa điểm thể thao bị hư hại ở mức độ khác nhau. Khu trường học bị hư hại có diện tích 119.668m2, tường chắn và tường bao bị hư hỏng là 2.001m, sân thể thao bị hư hỏng là 1.920m2. Đại Khiết Văn cho biết, với tiền đề đảm bảo an toàn, bước tiếp theo sẽ là làm tốt công tác ôn tập và chuẩn bị cho học sinh lớp 3 của trường trung học cơ sở thông qua việc phân chia thời gian ngoài trời, phân chia môn học và nhóm dạy thêm, phấn đấu vừa chống động đất vừa giảm nhẹ thiên tai, giáo dục dạy học không sai sót, làm tốt công tác tư vấn tâm lý cho giáo viên và học sinh, hạn chế tối đa ảnh hưởng của động đất đối với học sinh. Theo Lý Anh Tinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đại Lý, tính đến 15 giờ 10 ngày hôm kia, các đường cao tốc chính bị tắc nghẽn dẫn đến khu vực thảm họa đã được giải tỏa hoàn toàn và giao thông bình thường trở lại. Các chuyến bay tại sân bay Đại Lý và tàu cao tốc nhà ga Đại Lý vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại, cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực thiên tai và các quận, thành phố lân cận đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau và tình hình thiên tai cụ thể đang được điều tra và xác minh. Lý Anh Tinh cho biết, bước tiếp theo sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, dọn dẹp các chướng ngại vật nguy hiểm, đồng thời nỗ lực hết sức để đảm bảo các phương tiện cứu hộ khẩn cấp đi lại an toàn và đáp ứng nhu cầu vận chuyển cho sản xuất và đời sống bình thường của quần chúng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.